Chào cả nhà, hôm nay đi ra thăm vườn thì đi ngang mấy cái em hoa hồng này nở khoe sắc rực rỡ quá mình lướt qua cho mọi người coi ha. Đây, bông hồng này bự lắm nha cả nhà. Nó chưa nở hết cỡ mà nó bự cỡ này rồi. Nó bự hơn cái bàn tay mình ha. Đó, rất là to luôn. Và bây giờ dắt mọi người ra coi na dứa Đà Loan nhà mình. Đây là những cái trái mà bữa trước mình quay á, cách đây 3 tuần là cây nó cỡ trái nhỏ nhỏ ha, cỡ bằng cái đầu ngón tay cái của mình, thì bây giờ nó đã bự như vậy nha. Lâu lâu cập nhật lại cho mọi người coi coi cái sự phát triển của những trái na dứa này trồng chậu như thế nào. Ở đây là những trái mới nè. Những trái này mới đậu nè, nó bé xíu xíu nè. Thì theo mình á, là mình thấy tốc độ lớn cũng rất là nhanh nha cả nhà, đặc biệt là khi mình tưới nước mà đầy đủ á. Tưới nước đầy đủ mà chăm phân đầy đủ, tưới nhanh lắm, nó nhanh phát triển lắm. Còn thật sự ra mấy cây này mình bỏ bê lắm cả nhà, bận quá nên cây mình trồng bỏ bê lắm đó. Mọi người thấy không, có cái gốc mà nó trơ rễ lên trên vậy nè. Một chút là mình chắc cũng phải lấy đất lấp lên cho nó kín rễ để nó có đủ dinh dưỡng để nuôi những cái trái này phát triển tốt hơn ha. Mình bận quá nên mình hơi bỏ phế cây cối cho mọi người. Nếu mà trồng ít đó, mọi người chăm sóc kỹ hơn nha, cho cây của mình có trái nhiều hơn và trái nó sẽ to đạt chất lượng hơn. Thì cái cây này bữa giờ mỗi lần ra thăm là mỗi lần phải bỏ bớt trái. Ở đây có hai trái á, thấy cưng quá, hồi để cho nó có một cặp có đôi đi. Cái trái nhỏ trên này thì mình bỏ, cái trái trên đầu ngọn mình bỏ bớt nha cả nhà. Những trái nào mà ở trên cái đầu ngọn đó, cái nhánh nó nhỏ quá là mình bỏ. Những trái nào mà nó méo mó quá là mình cũng bỏ ha. Mình chỉ chừa lại những trái nào mình cảm thấy là cái cuống trái nó chắc khỏe, nó to rồi, cái trái nó được tròn đầy thì mình nên để lại. Ở trên ngọn còn mấy trái nữa đó. Thì cái cây na dứa Đài Loan này khi mình bán cái giống cho mọi người á, là thường cây đó là nuôi trong cái chậu đó là hơn 1 năm ha, trong cái bầu đất đó là hơn 1 năm rồi mới bán cho mọi người, nên mọi người thấy là đã có bông hoa rồi sẵn hết rồi. Mọi người về trồng một cái là ra trái giống như mình. Thì những cái cây đó đó là mình đã bỏ vô cái chậu bự. Chậu bự này đó mình bỏ đây, là mình trồng ở đây được 2 tháng thì là cây nó ổn định, bắt đầu nó sẽ ra ra hoa và nó đậu trái cho mình. Còn ở trong cái bầu mà đất mình bán cho mọi người á thì hoa nó ra rất là nhiều, nhưng mà cái dinh dưỡng trong cái chậu đất nó không đủ để cho mà cây nó có thể đậu trái nha. Bởi vậy khi về mình trồng mình phải để cho cây nó thích nghi ít nhất là 1 2 tháng đó, cho cây nó ổn định bộ rễ, nó ăn xuống cái đất ở trong cái chậu rồi nó mới phát triển và cho trái được. Thì với những cái trái này nếu mình chăm bón phân và nước đầy đủ thì nó lớn rất là nhanh nha cả nhà, lớn nhanh như thổi vậy đó. Thật sự ra khi mình trồng những cái cây na dứa Đài Loan này á cả nhà, thì mình thấy là nó còn dễ hơn cái cây na Việt Nam mình á. Cái cây na dai Việt Nam mình á, mình có trồng và nó ra rất là nhiều hoa, nhưng mà cái sự đậu trái của nó là khó hơn na dứa rất là nhiều. Cái na dứa Đài Loan này nè, với lại cái na Nữ Hoàng Thái á, là mình không cần thụ phấn gì hết. Đó, mình để tự nhiên mà cây vẫn cho trái rất là nhiều ha. Còn mọi người mà cưng cây, mọi người có thể tham khảo cách mà thụ phấn cho trái cho cây á, thì nó sẽ ra trái đạt hiệu quả cao hơn. Còn với mình là mình trồng trải nghiệm á cả nhà, có nghĩa mình bán cây giống nhưng mà mình trải nghiệm, mình cứ thả đó thử coi cái sức sống của nó như thế nào, rồi cái sự đậu quả nó như thế nào đó, nên là mình không có chăm chút nhiều. Thì theo như mình trồng cái cây na dứa Đài Loan này á, thật sự ra là hơi bị bỏ bê đó, nhưng mà cây vẫn cho trái rất là tốt nha. Nếu theo mình á, thì mình có trồng mấy cây na Việt Nam mình, nhưng thật sự cái sự đậu trái nó dở lắm, nó không bằng cái na dứa Đài Loan này đâu. Thấy là rất là thích cái giống cây này luôn đó. Trái này nó bự mà nó eo uột quá rồi bỏ cả nhà. Đó, mọi người thấy trái bự không? Nhiều lắm.
ở trên ngọn nó nữa ha. Phải lập vỏ bớt chứ để nhiều quá cây nó cũng không sức nuôi nổi cả nhà. Nó nuôi thì cũng có thể nổi nhưng mà trái nó không có bự. Thường mọi người trồng cây lưu ý nha. À, cây nó có thể là ra nhiều hoa và nó đậu trái nhiều, nhưng mình muốn trái to thì bắt buộc mình phải bỏ bớt trái. Còn nếu như mình thích là trái nó nhỏ cũng được, nhưng mà cây nó nhiều trái nhìn cho nó vui mắt, thì mình có thể là để nhiều trái nhưng trái nó sẽ không được to như là mình để ít trái nha. Cái đó là một cái nguyên tắc cơ bản trong trồng cây, gọi là cái luật bù trừ đó cả nhà. Rồi đây, cái trái này nó tròn mỏng mỉm, thấy thương ghê không? Đó, bây giờ nó ra trái như vậy. Những cái cành nào mà mình cảm thấy nó dư thừa ha, à, nó hút dinh dưỡng thì mình nên bỏ bớt đi. Và những cái trái nó méo mó mình cũng nên bỏ bớt đi để cho cây dồn sức nuôi những cái trái. Đó, hôm nay ra quay cái cây na dứa Đài Loan lại cho mọi người coi. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những video kế tiếp.